Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa để ghé trở lại và xem kênh YouTube của Tuấn Mô tô. Và lời đầu tiên thì Tuấn Mô tô cũng gửi lời chào đến tất cả toàn thể anh em đã xem video và ủng hộ bên Tuấn Mô tô rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Hôm nay thì Tuấn Mô tô xin giới thiệu cho anh em một con xe anh em Daelim. Xe này là nhập khẩu từ Hàn Quốc nha. Con này là Daelim Magma 125 anh em. Đó, anh em nào vì con xe này nó trong hôm bữa đến giờ rất là nhiều anh em tìm mấy dòng này, nhưng mà bên Tuấn Mô tô hầu như là mấy dòng xe này tìm rất là hiếm anh em. Đa số mấy dòng xe này người ta sử dụng rất là ok, nên đa số là người ta để người ta đi không à, người ta ít bán ở thị trường lắm. Đó, hôm nay thì bên em về một con này nó cũng khá là đẹp luôn anh em, khá là đẹp. Xe là máy móc em thấy rất là êm anh em, rất là sạch sẽ nha. Đó, bánh vỏ rồi, vỏ trước vỏ sau, nhông sinh đĩa máy rồi em thấy là khá là ok. Con này thì bình đề đầy đủ nha anh em, màu đỏ nữa, khá là đẹp luôn. Con này là đúng hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc nha. Mẫu xe này thì khá là thích hợp cho nhiều anh em chơi anh em. Cái phone xe con này khá là đẹp luôn, hầu như là nó đẹp hơn tất cả các dòng mô tô phân khối mà 125 hoặc 170 mà tầm giá tiền làm cỡ nó thì con xe này là quá là hợp lý luôn anh em. Đó. Anh em nào cần thì anh em liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 669 659 nha. Hoặc anh em ghé thẳng là địa chỉ cửa hàng bên Tuấn Mô tô là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em mình xem xe trực tiếp nha anh em. Đó, hiện tại thì bên Tuấn Mô tô bán xe là có ship xe cho anh em các tỉnh luôn. Đó, anh em ở xa, anh em mà không có điều kiện ghé lên cửa hàng được thì bên Tuấn Mô tô sẽ ship xe về cho anh em luôn. Và đặc biệt bên Tuấn Mô tô bán xe là có bán phụ tùng xe đầy đủ cho anh em mình luôn nha, có bán phụ tùng luôn. Anh em nào cần mua phụ tùng thì bên Tuấn Mô tô có hỗ trợ cho anh em mua phụ tùng luôn và ship cho anh em luôn. Đó, anh em để ý nha, dòng này là dòng Daelim Hàn Quốc 125. Con này là nhãn hiệu của nó là Daelim Magma. Daelim Magma 125, con này thì bình đề càng đàn đầy đủ hết cho anh em. Đó, anh em rất là ok nha. Máy móc rất là êm. Đó, anh em để ý ha. Máy móc garanti, bình xăng đồ nổ khá là êm luôn. Anh em nghe tiếng máy không? Con này hai bô luôn, nhìn khá là đẹp luôn nha. Con này thì thấp chứ không có cao, anh em để ý nha. 1m50, 1m55 là anh em đi con này vô tư này nha. Đó, con này thấp nè, anh em để ý nè. Này, anh em để ý nè. Con này thì thấp chứ không có cao. Con này thì anh em đi xa rất là tốt luôn. Tư thế ngồi chạy ha, cực kỳ thoải mái luôn nha, anh em để ý nha. Em tắt máy để em giới thiệu. Đó, anh em nhìn ha, này, khá là ok luôn. Hai bô, nhìn đồ đạc bình xăng nè, con này xe này khá là ngầu luôn. Rồi, và anh em nào xem video, anh em nhớ ủng hộ cho Tuấn Mô tô một like. Đó. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em bấm đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật theo dõi những video sau bên Tuấn Mô tô đăng lên. Video sau cũng là một con Daelim nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đó, con Daelim Daystar 125, video sau em sẽ giới thiệu cho anh em. Và video này thì em giới thiệu cho anh em con xe này. Và trước tiên thì em sẽ chạy sơ một vòng và test tiếng máy cho anh em xem con xe này. Rồi em sẽ quay từng chi tiết con xe cho anh em xem nha. Đó, anh em để ý nha. Đây, quay sơ tí cho anh em rồi em sẽ chạy sơ test tiếng máy cho anh em mình xem con xe. Đó, có cặn dựa luôn, khá là đẹp nha anh em. Đó. Con này thì anh em mua về anh em đi thôi, giá thành phân khúc của nó thì cũng rất là rẻ anh em, giá thành của nó cũng rất là rẻ, phù hợp cho nhiều anh em chơi luôn. Mà dòng xe Daelim của Hàn Quốc này kiểu dáng nó đẹp ha, tư thế chạy cực kỳ thoải mái luôn, rất là bền nha. Đó, phụ tùng thay thế dễ. Đó, em sẽ chạy thử con xe này cho anh em xem nha. Rồi anh em sẽ chạy thử con xe này, em sẽ test tiếng máy và chạy thử con xe này cho anh em xem. Con này thì máy móc, bình đề, càng đàn, xi nhanh đồ đầy đủ hết anh em, hoàn chỉnh lắm. Anh em mua về thì anh em chỉ việc sử dụng thôi. Và khi bên Tuấn Mô tô mua những con xe bên này về thì bên Tuấn Mô tô thì đã làm hết lại cho anh em rồi. Đó, những chi tiết nào mà không vừa ý ha, những chi tiết nào không vừa ý thì bên Tuấn Mô tô đã làm hoàn chỉnh hết cho anh em. Anh em mua về thì anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đó, con Daelim này thì quá là đẹp luôn anh em, nên anh em nào nên anh em cần thì anh em nhanh tay liên lạc cho em ha, để chốt giá nha. Này, em sẽ chạy thử cho anh em về dòng cho anh em xem. Anh em nào cần thì anh em liên lạc nha. Đó. Máy móc, anh em tư thế ngồi chạy con xe này khá là thoải mái luôn anh em nha, để ý nha. Đó, anh em đi mấy con xe này khá là lợi xăng luôn, tư thế ha, kiểu dáng rất là đẹp. Đó, anh em để ý ha. Đó, anh em nhìn nè, tư thế anh em chạy nè, cực kỳ ok luôn anh em. Những con xe này thì hiện tại lúc trước anh Tuấn Mô tô bán cũng khá là nhiều luôn, đa số là người ta sử dụng rất là tốt. Đó, đa số người ta sử dụng rất là tốt anh em. Đó, nhiều anh em mua những con xe này về anh em đi nó khá là đẹp luôn, hoàn chỉnh lắm anh em. Đó. Vì mình Tuấn Mô Tô bán là đa số là bán xe đẹp không, không có bán những chiếc xe dập dạch nha anh em, mình để ý nha. Đó, anh em thấy không? Nha. Ô, con này boring nổ cũng khá là êm luôn. Đó, anh em tư thế ngồi chạy mấy con này anh em đi rất là ngầu anh em. Cái vót dáng của nó đẹp hơn những con GZ hay là Suzuki GZ hay là những con Rebel thì nó đẹp hơn, vót dáng kiểu dáng đẹp hơn, nhìn cái kiểu dáng nó rất là ngầu. Đó, bình xăng nó lớn nhìn rất là ngầu nha anh em, mình để ý ha. Đó, anh em thấy con xe không, khá là ok luôn, có chống đứng hộp sẵn cho mình luôn nha anh em, mình dựng lên nha. Đó, khá là ok. Rồi, và sau đây em sẽ tiến lại và em giới thiệu sát cho anh em xem từng chi tiết con xe này. Anh em nào cũng thấy ưng ý thì anh em liên lạc cho em để chốt giá con xe này. Vì hiện tại thì con xe này hiện tại bên Tuấn Mô Tô đang bán ra với giá cho anh em là 35 triệu nha, 35 triệu ha. Anh em nào cần mua thì anh em nhanh tay liên lạc ha. Anh em nào ở xa anh em cũng có thể mua được luôn, bên Tuấn Mô Tô sẽ ship xe về cho anh em luôn, ship xe về tới nhà cho anh em luôn, anh em để ý nha. Anh sẽ tiến lại và em giới thiệu sát cho anh em xem con xe này ha. Rồi, đầu tiên em quay thì em sẽ giới thiệu sơ một dòng cho chiếc xe cho anh em xem nha. Đó, anh em nào cũng thấy ưng ý cần mua những dòng xe như vậy thì anh em liên lạc cho em để em chốt giá cho. Đó, xe khá là đẹp. Đó, anh em nhìn ha, kiểu dáng con xe này thì em thấy vỏ trước vỏ sau nhôm trên đĩa còn rất là ok nha, vỏ không rụt. Riêng về phần máy móc rất là êm nha anh em, bình đề càng đàn đầy đủ, máy móc chạy cực kỳ êm luôn. Con xe anh em nhìn cái dáng con xe nè, nói thiệt với anh em, những con xe Rebel hay những con Suzuki GZ ha, những con xe phân khúc giá tiền tầm cỡ 30 mấy triệu ha, không có cái mẫu nào mà có thể đẹp so sánh bằng cái mẫu này anh em. Cái mẫu Daelim Magma này quá là đẹp luôn, mà dòng này nó hai bô nữa. Đó, hai bô nữa rất là đẹp. Đó, anh em để ý, hôm quay qua bên kia cho anh em mình xem. Đó, có chủ xe có gắn thêm một con đè bàn cho anh em mình xem luôn, kiến hậu nè, bi đông nè. Đó, hai bô anh em thấy không, bên kia một bô, bên này một bô, rất là đẹp luôn. Đó, anh em nhìn ha, khá là ok nha. Đó, anh em thấy không, tuyệt vời. Đó, 35 triệu nha anh em, 3 ship cho anh em luôn. Còn nếu như anh em nào mà có điều kiện anh em ghé lên cửa hàng mua thì bên Tuấn Mô Tô sẽ fix giá xuống cho anh em. Đó, fix giá xuống cho anh em. Đó, bên Tuấn Mô Tô mua về là không có cẳng dựa nha, bên Tuấn Mô Tô gắn sẵn cẳng dựa cho anh em mình luôn, gắn sẵn cẳng dựa cho anh em mình luôn, để anh em mình không cần phải gắn thêm bất kỳ cái gì. Đó, anh em nhìn cái bó dán xe nè, khá là tuyệt vời. À, khá là tuyệt vời luôn. Bánh mâm con này nhìn ha, rất là ngầu nha, bánh mâm rất là ngầu, hai bô màu đỏ, nước sơn màu đỏ, em thấy còn khá là tuyệt vời nè, khá là mới luôn. Đó, nhìn ha, đồng hồ nằm trên bình xăng luôn, hai kiến hậu nhìn rất là tỏ phía sau. Đó, tư thế bình xăng anh em thấy không? Khá là đẹp. Đây, tên của nó Daelim Magma. Đó, đấy, khá là ok. Những con xe trước bên Tuấn Mô Tô bán ra cũng rất là nhiều mấy dòng này rồi, nhưng mà em thấy cũng ít chiếc xe nào mà đẹp như chiếc xe này. Đó, mà còn riêng như chiếc xe này. Chiếc xe này thì em thấy đồ nó còn khá là riêng theo xe hết luôn anh em. Bình xăng con của nó là vẫn còn riêng theo xe, nổ ra rất là êm luôn. Đó, những chiếc xe trước thì bên Tuấn Mô Tô bán cũng khá là nhiều luôn, nhưng mà nó cũng ít chiếc xe nào mà nó riêng như vậy lắm. Anh thấy chiếc xe này nó còn máy nó còn khá là cứng luôn anh em, máy quá chuẩn luôn, máy cũng rất là chuẩn. Đó, nè, về phần bánh trước nè, đĩa nè, phía trước cái dè thì có gắn sẵn cho mình con địa bàn luôn. Đó, rất là đẹp. Kiến hậu vẫn riêng thay sai, có cẳng dựa, chiếc xe mà nhìn nó có cẳng dựa là nhìn nó khá là đẹp anh em. Nó rất là đẹp nha. Đó, nè, bi đông nè, phục nè. Đó, có chữ Daelim. Dòng xe Daelim này đã đúng hàng nhập từ Hàn Quốc luôn nha, 100% là nhập nguyên thùng từ Hàn Quốc. Đó, nên những con xe này mà nhập từ Hàn Quốc ha, người ta sử dụng rất là bền luôn. Và kiểu dáng hồi xưa người ta sản xuất chiếc xe này thì cái dáng huyền thoại hồi xưa, nhìn nó khá là đẹp anh em. Đó, bình xăng ha, nó to, nó vót nó dài, nhìn nó đẹp cốt rồi ha. Hai bô, cây bô nó lớn ha, cản phía sau thanh inox yên rồi, là em thấy là quá là hoàn chỉnh. Khi anh em ngồi lên anh em chạy chiếc xe ha, nó có độ rất là cứng cáp anh em, mà anh em chạy nó khá là nhẹ luôn, nó khá là nhẹ anh em. À, anh em để ý nha. Đây, đó, phía sau bánh mâm nhìn khá là chuẩn. Đó, lốc máy anh em thấy không, lốc máy xi, có chữ Daelim con này có giờ đạp luôn, có giờ đạp luôn, bình xăng kiểu Magma này, nên thấy không, khá là ok nha. Đó, những con xe như vậy chỉ có 35 triệu bao ship cho anh em luôn. Đó, anh em không cần phải đi đâu hết, anh em chỉ cần ở nhà là bên Tuấn Mô Tô sẽ ship xe về nhà, tặng nhà cho anh em mình luôn. Đó. Tay bình xăng ha, còn nằm trên bình xăng luôn, rất là ok anh em. Đó. Cản dựa có gắn sẵn cho anh em mình luôn. Đây. Hai bô nhìn khá là đẹp anh em. Vỏ ha, còn rất là tốt nha. Đó, hai bô anh em để ý ha. Hai bô luôn. Đó, nhìn ha. Rất là đẹp. Trong trên đĩa hai bô đó, khá là đẹp, biển số luôn đó, số gánh luôn nha. Đó anh em thấy không, 7070 hai bô quá là ok. Bánh mâm anh em nhìn ha, bánh mâm nhông trên đĩa còn rất là tốt luôn. Mấy dòng này nổ tiếng máy rất là êm anh em, nghe nó rất là đàm, tiếng máy nghe nó êm mà nó đàm lắm. Đó, anh em chạy mấy dòng này, anh em nào lớn lớn tuổi hoặc anh em ít tiền á, anh em mua mấy dòng này là chạy được rồi, không cần phải mua những dòng mắc tiền. Anh em cứ mua những dòng như vậy, giá thành như vậy, anh em về anh em sử dụng luôn, ok rồi. Mô tô anh em mua không phải là một chuyện mắc tiền hay là chuyện rẻ tiền, quan trọng là anh em nhìn chiếc xe nó ngầu ha, anh em cũng thấy thích là anh em chơi, chứ không cần thiết phải mua những chiếc xe mắc tiền anh em. Đó, không cần phải mua những chiếc xe ha mấy trăm triệu, trăm mấy triệu. Đó, quan trọng là mình nhìn chiếc xe nó cũng thấy hợp với cái túi tiền của mình, nhìn cái vóc dáng xe nó phù hợp với mình. Đó, thì anh em chơi. Đó, anh em hay. Bên Tuấn Mô Tô hầu như là bán mô tô, là hầu như là bán những dòng xe là thích hợp cho anh em, những dòng xe giá tiền vừa phải ha, cân đối cho anh em mình chơi. Đó, sau này anh em sửa nữa. Đó, mấy con này thì sau này anh em sửa chữa bên Tuấn Mô Tô có bán phụ tùng đầy đủ luôn, anh em mình sửa chữa rất là dễ nha. Hầu như mấy con này thì anh em ở đâu sửa cũng được hết. Địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, số điện thoại là 0369 669 659. Đó, bán là có xí xài đi các tỉnh luôn. Địa chỉ cửa hàng là gần ngã tư 4 xã nha, gần ngã tư 4 xã, gần công viên nước Đầm Sen, gần bến xe miền Tây, gần công viên Phú Lâm. Đó, anh em ở hướng nào anh em lên thì cũng được hết. Đó, rất là đơn giản cho anh em. Đó, đồ xi rất là đẹp nha. Đó. Dòng xe Daelim Magma thì em sẽ nói một chi tiết về số máy cho anh em xem. Daelim Magma thì số máy phải là VT nha, máy đóng nha. Anh em để ý nha, anh em nhìn số máy ở trên nè, anh em thấy chữ VT không? VT là đúng hàng Daelim nha, Magma nha. Còn VC thì Daelim đời đầu, VS thì Daelim VS, còn Daelim Magma là VT. Đó, anh em để ý nha. Còn cái Daelim Daystar là sau này nó là VL. Đó, anh em nhìn để ý ha. Đây, VT nè, đúng hàng Daelim, số máy Daelim Magma nha. Đó, nhiều anh em không biết thì anh em cứ xem video của em, anh em sẽ nhiều, anh em xem nhiều video của em thì anh em sẽ biết nhiều cái xe về cái đời xe Daelim. Đó, Daelim Magma là số máy nó là VT. Đó, Daelim VS là VS, Daelim đời đầu là VC. Còn Daelim Daystar lại sao là VL hay sao á. Đó, anh em để ý hả? Để cho đúng, để cho đúng xe. Đó, anh em mình tham khảo. Đó, anh em cứ xem video bên em thì anh em sẽ hiểu nhiều loại xe bên em. Đó, đó. Con này thì hộp số của nó thì 5 số bình thường, giống như xe rebel hoặc xe ấy thôi. Số 1 trước 2, 3, 4, 5 thì anh em móc lên, vì 125 thì nó là 5 số nha. Còn khi nào anh em mua những dòng xe phân khối nhỏ hơn, giống như là 110 nó thì 4 số. Đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn nha anh em. Đó, con xe này thì anh em nào ít tiền anh em mua mấy con xe này anh em đi được rồi, nó khá là bền luôn anh em, nó khá là bền. Con này thì đời của nó là đời chính mấy 2001 á, con này 21 hay là 1 hay là 2 gì á. Đó, Con này là đời 2000, 2001 gì đó. Đúng rồi, 2001 gì đó. Đời 2000 hay là đời 2001. Đó, anh em để ý ha. Vì những con xe này thì đa số là nó nhập qua hồi xưa. Đây, vỏ của nó, vỏ không rụt. Hồi xưa không dễ gì người ta mua được những con xe như vậy lắm. Nếu người ta mua như vậy người ta phải đặt trước, đặt hàng trước 2-3 tháng thì nó mới nhập qua cho anh em mình. Đó, hồi xưa là những anh em mà đại gia có tiền anh em mới chơi được những dòng xe như vậy. Đó, những năm về trước. Còn giờ thì mô tô nó nhiều rồi, giá thành nó rẻ rồi. Đó, nên nó cũng rất là dễ mua anh em. Đó, anh em cứ mua, anh em chơi chán, anh em không thích anh em bán lại hoặc anh em đổi những xe khác. Đó, tùy ý anh em. Đó, chứ không có giống như hồi xưa người ta mua một chiếc xe nó rất là cực khổ, rất là khó. Nhưng mà hiện tại giờ ha, thị trường giờ anh em muốn mua chiếc xe nào cũng rất là đơn giản. Anh em chỉ cần ở nhà người ta ship tới tận nhà cho anh em luôn, xe gì cũng có hết. Còn hồi xưa anh em tìm mua những con xe như vậy nó rất là khó anh em, rất là khó khăn. Đó, nhưng mà hiện tại giờ thì anh em mua nó rất là dễ. Đó, bây giờ Việt Nam mình đa số những dòng xe mô tô nó nhập qua Việt Nam mình rất là nhiều. Hồi xưa thì nó ít anh em, ít những dòng xe lắm. Hồi xưa mà anh em đi những con xe như vậy thì nó rất là khá rồi, là ngầu rồi. Đó, hầu như là đại gia rồi mới đi mấy dòng xe này. Hồi xưa là người ta chạy Daelim VS này, Daelim VC này, mấy con Sugar N nè. Đó, đa số những dòng đó. Daelim Magma này là những dòng thuộc dòng xe cao cấp ha, thuộc những dòng xe cao cấp ha, hồi xưa. Nhưng mà giờ thì nó ra khá là nhiều xe, khá là nhiều. Đó, nên xe cộ thì giờ là anh em thích anh em mua, anh em chơi, chơi chán anh em thích anh em bán, đổi. Đó, hồi xưa thì người ta mua xe rất là khó, nhưng mà giờ hiện tại thì giờ xe mô tô nó khá là nhiều rồi. Nó giống như là điện thoại vậy nè. Đó, nó giống như là một cái thú chơi. Đó, anh em chơi chán anh em bán, đổi xe khác. Đó, rồi anh em là cứ việc mua, cần mua thì anh em liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 669 659 nha. Hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em mình xem xe trực tiếp. Và đặc biệt bên Tuấn Mô Tô bán xe là có ship xe đi các tỉnh cho anh em mình luôn. Anh em ở tỉnh, anh em không có điều kiện ghé lên cửa hàng mua thì bên Tuấn Mô Tô sẽ fix giá bớt xe cho anh em và có thể ship xe cho anh em tận nơi luôn cho anh em mình luôn. Đó, còn nếu như anh em nào mà có điều kiện ghé lên cửa hàng mua thì anh em cứ việc ghé lên địa chỉ cửa hàng 262 đường Phan Anh trong giới thiệu trong video, thì bên Tuấn Mô Tô sẽ fix giá xuống cho anh em để anh em có xe anh em sử dụng, cũng giống như là anh em đổ xăng cộ để anh em chạy về. Còn xe thì bên Tuấn Mô Tô bán ra là xe đẹp, máy êm, chạy ok, bình đề càng đàn đầy đủ. Đó, anh em mua về thì những đường dây này thì anh em mua về đi là ok rồi. Giá thành thì nó trong nó về mô tô thì cái giá này cũng rất là hợp lý, giá cũng rẻ. Đó, cho anh em mình, anh em mọi tầng lớp thì có thể chơi được. Đó, còn mô tô thì nó thiệt với anh em, mô tô thì giờ rất là giảm mắc tiền anh em. Nhiều chiếc xe hả, mấy trăm triệu, trăm mấy triệu, mấy chục triệu. Còn mấy chiếc xe này thì thuộc cái tầm rã tiền rồi, anh em cứ việc mua chơi. Sau này anh em thích bán alo Tuấn Mô Tô sẽ mua thâu lại cho anh em, quay đầu lại cho anh em. Đó, anh em đi chán anh em thích quay đầu thì quay đầu. Đó, và mỗi anh em xem video thì đừng quên là bấm ủng hộ cho Tuấn Mô Tô một like nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật theo dõi những video sau bên Tuấn Mô Tô đăng lên. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em chia sẻ dùm em lên, như là lên Facebook, Zalo dùm em để nhiều người cùng xem anh em. Rất là nhiều anh em cần mua những dòng xe như vậy nhưng mà nhiều anh em không biết cửa hàng nào nó uy tín ha, uy tín để anh em mua. Nhiều anh em mua xe đụng mấy cửa hàng không uy tín về anh em chạy nó đụng nhiều chiếc xe ha, nó dầm nó nát, anh em chạy rất là chán. Đó, còn vì xe này thì anh em mua về khá là đẹp rồi. Nói về giá thành mô tô thì con này cũng không phải là dòng xe thuộc về dòng xe cao cấp mắc tiền. Đó, thuộc mấy con này thì giá ba mấy triệu, thì nói về mô tô thì anh em là vừa phải cho anh em để anh em sử dụng rồi. Còn những dòng xe mắc tiền thì 8-9 chục, trăm mấy triệu. Đó, còn những con xe này thì có thể phân khối 125 này thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường, nhiều anh em có thể sử dụng được luôn. Đó, nhiều anh em có thể mua được. Đó, rồi trong lúc làm video thì có em nói cái gì sai sót hoặc cái gì thì anh mong anh em mình góp ý bỏ qua. Đó, anh em nào muốn biết thêm thông tin chi tiết gì về xe thì số điện thoại này là có Zalo luôn. Đó, anh em cứ kết bạn Zalo, em sẽ chụp hình gửi cho anh em xem. Đó, địa chỉ em sẽ tư vấn cho anh em mình. Đó, nếu như anh em ở xa, đó, không có điều kiện ghé lên cửa hàng thì anh em cứ kết bạn Zalo. Đó, và em cũng nói trước, hay anh em kết bạn Zalo thì Zalo của em nó rất nhiều người kết bạn, anh em, rất là nhiều người kết bạn, nên thành ra cái nhiều anh em, nhiều cái Zalo anh em không thể đồng ý nổi được thì anh em có gì gọi điện ha, hoặc nhắn tin cho em để em biết nha. vì bên Zalo của em rất là nhiều người kết bạn nên thành ra mình không thể kết bạn hết được đó, anh em mình thông cảm nha.